Vâng, xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đến với bài học tiếp theo. Và bài học này là một cái bài học các ví dụ mà tôi đã từng làm việc. Trên thị trường thì có rất nhiều các ví dụ và tôi cũng có rất nhiều các ví dụ tôi đã từng làm việc. Thì ý tưởng ban đầu của tôi là tôi xây ở đây được khoảng độ 7-8 cái case study, và mỗi một cái case đấy tôi phân tích trong một bài 10 phút. Tuy nhiên thì tôi nghĩ lại là nó cũng có nhiều cái nhạy cảm, bởi vì rõ ràng đây là những bí mật, những cái thông tin của khách hàng hoặc là của đối tác hoặc là của những người tôi quen biết, thì tôi tiết lộ ra thì nó cũng không thực sự hay. Mà nếu mà nói là cái thương hiệu, nếu mà các bạn nói cái thương hiệu là thương hiệu A, thương hiệu B thì các bạn lại bảo là không tin, thế thì nói không học được, đúng không? Ý tôi muốn nói là tôi muốn giới thiệu những cái thương hiệu cụ thể để cho các bạn vào đấy các bạn xem, các bạn ngó nghiêng, các bạn nhìn cách người ta làm như nào. Đấy, và chính vì thế cái bài học này tôi sẽ nói một cách nó vắn tắt một số những cái ví dụ mà tôi biết cách họ làm. Tất nhiên còn nhiều nữa mà tôi không cập nhật được hết. Và tôi đưa ra quan điểm là nếu các bạn cần biết sâu và kỹ hơn thì các bạn hãy email cho tôi, thì tôi sẽ tư vấn và tôi sẽ viết lại cho các bạn về cái vấn đề này. Thứ nhất là cái thương hiệu mỹ phẩm thời trang Blue Skin, thương hiệu mỹ phẩm của Hàn Quốc, chuyên với các cái dòng mỹ phẩm trung và cao cấp cho cái việc là trang sức này, dưỡng da này, là body này, vân vân. Tôi làm bên đó thì tôi rất là thích, ấn tượng cái con số là họ phát triển được 1.200 điểm bán trong khoảng 1.5 năm vào thị trường Việt Nam. Các điểm bán nhỏ, chiến lược của họ là lựa chọn các điểm bán nhỏ để dễ xâm nhập, những đơn hàng nhỏ để phục vụ, ví dụ như là cái quy chuẩn một vài triệu đồng là đều đã có thể phục vụ và được hưởng chiết khấu không công nợ để đảm bảo an toàn, rủi ro nó thấp. Thì đấy là cái chiến lược, và trong vòng 1.5 năm họ xây được 1.200 điểm bán rất là tốt trên toàn quốc, doanh thu cũng rất là tốt, tôi cũng không tiết lộ. Tất nhiên so với những cái thương hiệu khác thì nó chưa là gì cả, nhưng mà đấy, các bạn nhìn vào cái con số và nhìn cái cách họ làm. Mỗi một ví dụ tôi sẽ phân tích một cái ý nhỏ thôi. Và Blue Skin thì là do tôi xây dựng fanpage ngay từ đầu. Bây giờ các bạn vào tìm cái bếp Blue Skin đấy, các bạn có thấy này, cái fanpage đó là rất là đẹp, rất là chuyên nghiệp, rất là đầy đủ, video nội dung rất là hay, hình ảnh rất là đẹp. Đấy, công ty đầu tư ra một phòng marketing gần 10 nhân sự, có nhiếp ảnh, có photoshop, có viết bài, có quay video, có đạo diễn, vân vân, đầu tư rất mạnh mẽ. Và chúng ta làm bán lẻ hoặc là thời trang hoặc mỹ phẩm, chúng ta nên học Blue Skin như một cái thương hiệu đáng đầu tư về mặt content marketing, cái phát triển điểm bán. Thứ hai là một cái thời trang Gato, G-A-T-O, Gato là nghe nam tức ở, vui vui. Gato thì của một bạn chủ cũng rất là xinh xắn. Các bạn search cái page thời trang Gato là sẽ thấy ở Hà Nội, bạn ấy bán rất là tốt. Bạn ấy chuyên thời trang Zara, H&M, Travis, những cái dòng thời trang Việt Nam xuất khẩu đấy, nhưng mà của bạn là hàng sách tay, chính hãng, hàng nhập, rồi hàng đi đánh, hàng đi nhặt, mấy hàng tuần, chứ bạn ấy không dùng hàng nhái, hàng kém, hàng nối truyền. Lợi nhuận của bạn ấy bán online rất tốt, bán offline rất tốt, bán lẻ rất tốt và bán buôn rất tốt. Bạn ấy kết hợp cả bán buôn, cả bán lẻ, cả online, cả offline, một cái cửa hàng nhỏ xíu thôi, xinh xắn thôi, nhưng mà lợi nhuận khá là tốt. Tôi biết con số chính xác nhưng tôi không tiết lộ. Cái cách bạn ấy làm là sản phẩm chất lượng đẹp, mẫu mã về liên tục, phù hợp size số, lợi nhuận mỏng trên mỗi một sản phẩm, chạy quảng cáo online, Facebook các thứ nhiều một chút này, rất là ok. Cái thương hiệu tiếp theo là Crowdspace, thì tôi sẽ có một cái bài khác là nói chi tiết hơn. Thì chúng tôi đã xây dựng Crowdspace từ lúc mà con số 0 nhận các sản phẩm ở nước ngoài về, và bây giờ là hơn 20 điểm bán ở trên toàn quốc, đặc biệt là thị trường Hà Nội và thị trường các tỉnh cạnh quanh Hà Nội. Xây dựng từ thương hiệu, từ chiến lược, từ slogan, từ sản phẩm, làm việc với đối tác để có được những cái sản phẩm, những cái chiến lược. Và bây giờ thì tất nhiên là cũng chưa thể nói là sự thành công, nhưng mà tồn tại được trong một cái mảng bán lẻ đầy cạnh tranh như thế này, hết người này đóng cửa, người kia mở cửa, người này đóng cửa, người kia lại mở cửa, người này chết, người kia lại sống, nhảy vào. Thị trường rất cạnh tranh,
đào thải liên tục. Và chúng tôi cũng tồn tại từ những năm 2007 đến bây giờ, thì cũng phải là có những cái giá trị và có những kinh nghiệm, có những cái sự lão luyện nhất định trong thị trường bán lẻ và thị trường thời trang, nhất là phân khúc thời trang trẻ em khó khăn như thế. Thế chúng tôi sẽ chia sẻ sâu hơn sau về cái thương hiệu này, vì cái này là của chúng tôi, thì tôi có thể tiết lộ thêm một số những cái thông tin, kinh nghiệm, cách làm PR, cách làm bán hàng, đào tạo nhân viên, vân vân. Và tổng thể toàn bộ cái khóa học này thì các bạn sẽ thấy rằng là cái tư duy về bài các cái video, các bài học thì là tôi cũng học hỏi và tôi cũng trích những kinh nghiệm từ quá trình gần 8 năm đi làm cho thương hiệu Crossplay, từ lúc công ty có 2 người cho đến lúc mà công ty có thể lên tới gần 80 người cả nhân sự bán hàng thì tôi đã nghỉ. Một cái thương hiệu khác là thời trang nam La Dovita của một cái bạn học viên tên là Vũ, người bạn, một người anh em rất là thân thiết của tôi, thì thương hiệu này cũng đi vào dòng thời trang Việt Nam xuất khẩu nhưng chuyên thời trang nam và đi theo một cái gu nó hơi bụi, hơi mạnh mẽ, hơi cá tính một chút, ví dụ như là chuyên jean rồi denim rồi thì những cái kiểu áo mà mặc trông nó hơi ngầu ngầu một chút. Đấy, dành cho những người mà theo kiểu không phải là công sở lành lành mà nó phải hơi ngầu ngầu một chút, cũng bán rất là tốt, cũng mở được mấy cửa hàng và Facebook marketing cũng là một cái công cụ rất là mạnh. La Dovita cũng đầu tư rất nhiều phát triển được cái mảng bán lẻ, bán buôn và bán lẻ trực tuyến. Các bạn có thể liên hệ với La Dovita để tìm kiếm thông tin, hay là trên mạng thì bây giờ có những cái thương hiệu đang rất là nổi như là Yodi của bạn Hòa. Thế tôi thấy rằng là Yodi là một cái thương hiệu mà phát triển rất là thần tốc và cái số lượng cửa hàng mở rất nhanh theo mô hình nhượng quyền, theo mô hình hợp tác, bên có sản phẩm, bên có vốn, bên có nhà đất vân vân cùng làm mặt bằng để mà phát triển liên tục. Thì cái phần nhượng quyền, phần phát triển chuỗi thì tôi cũng đã có những bài học hướng dẫn cho các bạn rồi. Thì Yodi là một cái thương hiệu mà các bạn có thể học hỏi về cách làm, về sản phẩm, về cái sự phát triển chuỗi của họ. Tôi cũng không bình luận là như thế là tốt hay là xấu, tôi chỉ nói rằng là đấy là một cái thương hiệu mà các bạn có thể quan tâm, đúng không? Thế còn thời trang mà công sở giá rẻ nữa thì cũng có Gumac của bạn Vân ở trong Sài Gòn, cũng mới ra một thời gian nhưng mà cũng rất là thành công trong thời điểm hiện tại. Thế còn mà công sở cao cấp hơn một chút thì có, các bạn có thể tham khảo những cái thương hiệu như Tricland hay là Ivy Moda, đúng không ạ? Elise, Eva de Eva, kiểu kiểu như thế, anh em. Thì tôi cũng có một cái thời gian làm việc với những thương hiệu như vậy, cũng có biết một chút. Thế còn thời trang dòng casual wear thì các bạn có thể học hỏi Canifa, mô hình cũng đang rất là thành công. Còn dòng thời trang thiết kế thì có lẽ là ở Việt Nam rất khó thành công, trừ một số những cái thương hiệu nổi tiếng và thiết kế với cái số lượng rất là nhỏ như kiểu Đỗ Mạnh Cường hay là những cái nhà thiết kế nổi tiếng khác. Chứ còn hầu hết tôi thấy là các nhà thiết kế mà ra showroom bán là đều chết. Tôi không tiện nêu tên, tôi cũng đã nêu tên một số người nhưng mà tôi thấy là cũng chết nhiều. Bởi vì các nhà thiết kế thường là dùng cái tôi, dùng cái cá tính, dùng cái hiểu biết của mình về thời trang để đưa ra sản phẩm không đáp ứng được với nhu cầu của thị trường, không cạnh tranh nổi với thị trường về mẫu mã, về chất liệu, về kiểu dáng, về giá thành, cho nên là sẽ khó sống được, tồn tại, hoặc là có tồn tại thì cũng theo cái hình thức là 1-2 cửa hàng đủ ăn đủ tiêu, nó không, rất khó để phát triển chuỗi. Một phần là do tài chính của chúng ta cũng không phải lớn, bởi vì làm thương hiệu, làm thời trang nó đòi hỏi đầu tư rất mạnh cho thương hiệu. Các trình diễn bộ sưu tập như là Victoria's Secret hàng năm có các show diễn như thế rất là lớn, tốn rất nhiều tiền nhưng không phải đơn giản. Thế nhưng mà nói chung là ở Việt Nam chúng ta không có nhiều người có nhiều tiền cả. Một số thì đi vào dòng thời trang cơ bản thì các bạn có thể tham khảo thương hiệu Aristino, thì cũng là một cái thương hiệu mà mới vào thị trường cũng rất là thành công. Hoặc là trong case study ở đây thì cũng có một số cái thương hiệu khác thì tôi cũng nêu tên đây để các bạn tham khảo. Tất nhiên là cái sự thành công của họ nó đều có những cái quẩn khúc, có những cái khó khăn, có những cái sự thuận lợi nhất định chúng ta không thể biết được. Nhưng mà chúng ta hãy nhìn vào website, nhìn vào fanpage, nhìn vào hệ thống cửa hàng,
nhìn vào cách họ chăm sóc. Đấy. Ba thời và đối, đối là đối tác, đối thủ, đối tượng mà mình sẽ xem để mình học hỏi. Thì tôi cũng xin phép kết thúc cái phần này ở đây, bởi vì như tôi định nói ban đầu là tôi định chia sẻ rất sâu về từng cái thương hiệu. Nhưng mà vì một số lý do nhạy cảm thì tôi cũng không xin phép các anh chị ý, đúng không ạ? Tôi nói hay thì các bạn nghe thích, thế nhưng mà tôi nói dở thì các bạn là tôi là nói linh tinh, hay là tôi nói mà lộ ra cái gì đấy các anh chị mà biết thì các anh chị nói tôi chết, đúng không? Thì thôi, xin phép là mọi người thông cảm giúp. Nếu như mọi người có những cái câu hỏi gì cần hỏi đáp thì email cho tôi thì tôi sẽ trả lời chi tiết hơn một chút, được chưa? Tôi hứa là tôi có rất nhiều kinh nghiệm thực chiến, kinh nghiệm tư vấn, kinh nghiệm cho chính công ty của tôi và các công ty của các đối tác, của các khách hàng của tôi. Có lẽ là đến hàng chục các cái thương hiệu thời trang tôi đã chạy quảng cáo, đã tư vấn, đã viết PR, đã thiết kế logo cho họ, đã design sản phẩm cho họ, định hướng phân khúc thị trường cho họ, thậm chí là tìm cả nhà thầu thi công cho họ. Vâng, với cái quan điểm là cho đi là được nhận lại, và những gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đến được với trái tim, thì tôi đưa ra cái quan điểm như vậy trong cái chương trình đào tạo này. Và rất cảm ơn các anh chị đã theo dõi chương trình đào tạo Fashion Marketing, Marketing trong ngành bán lẻ thời trang của tôi. Và tôi xin chúc các anh chị thành công hơn nữa, bán được nhiều đơn hàng, bán được thật nhiều, phát triển được nhiều chuỗi, tạo được nhiều công ăn việc làm cho người lao động, gia tăng được thu nhập và cái sự thành tựu về danh tiếng, về thương hiệu cho bản thân mình. Đấy là điều mà tôi mong mỏi ghi hình trong một series gần 60 video như thế này. Và tôi hứa là sẽ tiếp tục bổ sung thêm những cái video mới và không làm thay đổi giá bán cho các anh chị sau này. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong các cái bài học tiếp theo và các chương trình đào tạo khác của Phan Anh. Một lần nữa xin được cảm ơn và trân trọng cảm ơn các anh chị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị.